Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ Tư ngày 3 tháng 6 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Đường sắt Cát Linh Hà Đông, tổng thầu Trung Quốc đòi thêm 50 triệu đô la Mỹ. Sau gần 10 năm kể từ ngày khởi công, đường sắt Cát Linh Hà Đông vẫn chưa thể chính thức vận hành, trong khi tiền đầu tư liên tục tăng với con số khổng lồ. Dự án này đã đội vốn gấp 3 lần và chậm tiến độ 8 lần và chưa biết đến bao giờ chạy. Báo điện tử VOV của Đài Tiếng Nói Việt Nam đưa dòng tít lớn như vậy. Đây là hình ảnh đường sắt trên cao ở Ethiopia dài 31,1 km, vốn đầu tư chỉ 475 triệu đô la và hoàn thành sau 38 tháng, trong khi Cát Linh Hà Đông dài có 11 km, ngắn bằng 1/3, vốn tới 868 triệu đô la và đắt gấp gần 4 lần và chưa biết ngày nào vận hành. Tổng thầu dự án đường sắt Cát Linh Hà Đông đã đề nghị cần gấp 50 triệu đô la Mỹ để vận hành thử hệ thống và yêu cầu thanh toán toàn bộ trước khi bàn giao. Báo Thanh Niên hôm 1 tháng 6 dẫn lời báo cáo của Chính phủ Việt Nam cho biết như vậy. Ban quản lý dự án đường sắt đã báo cáo Bộ Giao thông Vận tải để tìm hướng giải quyết. Hiện nay, dự án đã giải ngân hơn 14,7 nghìn tỷ đồng trong tổng số tiền 15.000 tỷ đồng, đạt 81,9%. Bộ Giao thông Vận tải và Ban quản lý dự án đã nhiều lần khẳng định dự án đường sắt Cát Linh Hà Đông đã hoàn thành 99%, nhưng báo cáo mới đây cho thấy 1% còn lại là cả một núi vấn đề, trong đó có yêu cầu lên tới 1.100 tỷ đồng từ phía tổng thầu Trung Quốc. Báo Lao động vào ngày 2 tháng 6 nói dự án này là khúc xương 13 km và dẫn lời đại sứ Việt Nam tại các nước Trung Đông, ông Nguyễn Quang Khai, so sánh Cát Linh Hà Đông với dự án đường sắt trên cao ở Ethiopia dài 31,1 km với 39 nhà ga và tốc độ tàu có thể đạt 70 km/h cũng của tổng thầu Trung Quốc. Theo đó, cũng với tiêu chuẩn tương tự, công nghệ tương tự, nguồn vốn tương tự với Cát Linh Hà Đông, nhưng vốn đầu tư dự án đường sắt trên cao của Ethiopia chỉ có 475 triệu đô la và hoàn thành sau 38 tháng. Trong khi Cát Linh Hà Đông chỉ dài có 11 km nhưng vốn đã đội lên tới 868 triệu đô la, tức là đắt gấp 4 lần và chưa rõ ngày vận hành. Đại sứ Nguyễn Quang Khai đưa số liệu của Bộ Giao thông Vận tải Ethiopia cho biết chỉ trong 9 tháng dự án này hoạt động đã tạo ra 13.000 việc làm, đạt lãi 3 triệu đô la. Con số này khi ấy chưa kể tại 98,35 triệu đô la mà Hà Nội sẽ phải bỏ ra để vận hành, chưa tính đến 50 triệu đô la mà nhà thầu Trung Quốc vừa yêu cầu chúng ta tiếp tục phải chi. Còn hiệu quả của dự án, tháng 12 năm ngoái, tổng thầu Trung Quốc cho biết là dù chưa hoạt động, song toàn bộ các thiết bị điện trong nhà ga, đường dây phải chi phí với 100 triệu mỗi ngày, chưa kể khoảng 50 tỷ tiền lương và các chi phí khác cho khoảng 2.000 cán bộ Trung Quốc và Việt Nam đang làm dự án. Chưa kể 14,5 tỷ mỗi năm để kích cầu giá vé. Và cũng chưa hề tính khoản lãi mẹ lãi con phải trả, mỗi năm lên tới hơn 600 tỷ đồng. Đây là hình ảnh lý do đường sắt Cát Linh Hà Đông xuất hiện những đoạn uốn lượn mấp mô. Ông Lê Kim Thành, Tổng Giám đốc Ban Dự án, quản lý dự án đường sắt cho biết đó là chủ ý quy trình thiết kế. Ông nói những đoạn uốn lượn mấp mô đó là do chủ ý quy trình của dự án để nâng cao hiệu quả khai thác, giảm tiêu hao năng lượng cho tàu điện. Tuy nhiên, dư luận không thỏa mãn với lý do này của ông Thành mà đặt vấn đề rằng chất lượng công trình này thực sự có vấn đề rất lớn. Và kết luận của kiểm toán nhà nước như sau: khi phân tích tính kinh tế, chủ đầu tư không xem xét đến chi phí vận hành chiếm tỷ trọng lớn trong giai đoạn khai thác, dẫn đến kết luận dự án thiếu hiệu quả về mặt kinh tế là thiếu chính xác. Phương án tài chính ngay từ khi lập dự án đã phải bù lỗ, nhưng các bên có liên quan chưa đề xuất khai thác hiệu quả. Cụ thể, lưu lượng hành khách do đơn vị tư vấn lập dự án giả định tính toán phân tích cao hơn nhiều so với số liệu báo cáo của Viện Chiến lược Giao thông Vận tải. Và cuối cùng thì kiểm toán kết luận như sau: phân tích hiệu quả tài chính cho thấy tỷ lệ hoàn vốn nội bộ thấp hơn lãi suất vay, giá trị hiện tại dòng âm, tỷ số chi phí xét trên góc độ tài chính cho thấy sẽ phải bù lỗ. Vâng, 552 triệu đô la đã tăng lên 891,92 triệu đô la, tức là 18.792 tỷ. Chậm tiến độ 10 năm, đang phải trả lãi mỗi năm 650 tỷ, đang bị đòi 50 triệu đô la, giao tiền ngay và biết chắc sẽ lỗ, cứ chạy là lỗ. Bi kịch của Cát Linh Hà Đông vì thế không chỉ là không biết khi nào mới xong, không biết với hồ sơ hoàn
an toàn thế này thì ai dám cho nó chạy, mà còn là chuyện ngân sách của chúng ta sẽ phải bổ lỗ, cũng còn chưa tính sẽ biết là bao nhiêu mỗi năm nữa. Nói đó là khúc xương 13 km, không sai mảy may. Báo cáo của chính phủ cũng cho biết dự án tại Hà Nội đã cơ bản hoàn thành, tuy nhiên 3/5 hạng mục xây dựng cơ bản chưa đủ điều kiện nghiệm thu, nên toàn bộ hệ thống chưa được bàn giao đưa vào khai thác. Cụ thể, dự án còn tồn tại một số vướng mắc về thiết bị công nghệ, đánh giá an toàn đoàn tàu, công tác vận hành hệ thống. Báo cáo của chính phủ nêu rõ do tổng thầu chưa xác định được một mốc thời gian hoàn thành các hạng mục, nên dự án chưa có cơ sở báo cáo cấp thẩm quyền cho phép kéo dài thời gian thực hiện, dẫn đến gói thầu tư vấn giám sát chưa có cơ sở để cho phép kéo dài trong thời gian tới. Một khó khăn nữa là do ảnh hưởng của dịch viêm phổi Vũ Hán, nên chỉ mới có 4 chuyên gia cấp cao của tổng thầu dự án là có mặt ở Việt Nam. Đây là hình ảnh tờ báo Sinh của Việt Nam cho hay công trình đường sắt Cát Linh Hà Đông đã hoàn thành 95% trị giá xây dựng, nhưng vẫn cần kinh phí để hoàn thiện các hạng mục cuối cùng. Hiện ban quản lý dự án đang đề nghị đưa thêm 150 nhân sự của tổng thầu từ Trung Quốc sang Việt Nam bằng đường bộ do đường hàng không giữa hai nước tạm ngừng. Những nhân sự này khi sang Việt Nam sẽ phải thực hiện cách ly 14 ngày trước khi thực hiện công việc. Bên cạnh đó, nhân sự tư vấn của Pháp cũng chưa xác định được thời điểm sang Việt Nam để đánh giá an toàn hệ thống do ảnh hưởng của dịch viêm phổi Vũ Hán. Báo Tuổi Trẻ ngày 1 tháng 6 cho hay. Đội vốn và lùi thời gian. Dự án đường sắt Cát Linh Hà Đông được khởi công xây dựng vào ngày 10 tháng 10 năm 2011 với vốn đầu tư ban đầu là 8.770 tỷ đồng. Tương đương 552,86 triệu đô la Mỹ theo tỷ giá lúc bấy giờ. Trong số đó, vốn vay tín dụng ưu đãi của chính phủ Trung Quốc là 1,2 tỷ nhân dân tệ, tương đương 169 triệu đô la Mỹ. Vốn vay ưu đãi bên mua là 250 triệu đô la và vốn đối ứng của chính phủ Việt Nam là hơn 2.100 tỷ đồng. Tuyến có chiều dài 13,1 km đi hoàn toàn trên cao với 12 nhà ga và thiết kế ban đầu sẽ đưa vào khai thác trong năm 2015. Báo Dân Chí ngày 10 tháng 10 năm 2011 đã cho biết như vậy. Và việc chọn tổng thầu Trung Quốc cùng với quá trình thực hiện không đảm bảo tiến độ, liên tục đội vốn đã gây ra nhiều tranh cãi tại Việt Nam. Đây là hình ảnh Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam, ông Nguyễn Văn Thể từng khiến dư luận xôn xao với câu nói trước Quốc hội rằng tôi lấy tư cách Bộ trưởng để khẳng định rằng nhà thầu Trung Quốc có khả năng làm đường cao tốc Bắc Nam tốt, nhanh và rẻ hơn Nhật và Mỹ. Tính đến tháng 7 năm 2019, dự án này đã 8 lần vỡ tiến độ, thông báo của báo Vietnamnet. Vào ngày 1 tháng 10 năm 2019, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng trong buổi họp báo về các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn Hà Nội đã chỉ đạo khai thác đường sắt Cát Linh - Hà Đông ngay trong năm nay. Tuy nhiên, đến giữa năm 2020 vẫn chưa có một thời hạn chính xác nào để có thể vận hành. Số liệu cập nhật mới nhất cho thấy tổng mức đầu tư điều chỉnh của dự án đã lên 18.002 tỷ đồng, tức là tương đương 868,04 triệu đô la. Trong đó, vốn vay ODA của Trung Quốc là 13.868 tỷ đồng, tương đương với 669,62 triệu đô la. Và vốn đối ứng là 4.134 tỷ đồng, tương đương với 198 triệu đô la. Số tiền giải ngân đạt 81,9%. Bình luận về vấn đề này trên trang Facebook cá nhân, nhà báo Hoàng Hải Vân viết như sau. Chấp nhận chỉ định nhà thầu Trung Quốc, nhà tư vấn giám sát Trung Quốc, vật tư thiết bị mua của Trung Quốc theo giá của Trung Quốc, khiến cho giá công trình cao vọt so với đấu thầu quốc tế. Vay mượn thương mại ODA cũng chẳng khác gì tín dụng đen. Nhà thầu đội vốn bao nhiêu, vay bấy nhiêu và bỏ tiền đối ứng ra bấy nhiêu, nhà thầu bàn giao công trình và lúc nào không theo ý của chủ đầu tư mà theo ý của nhà thầu. Kiểm toán từng chỉ ra hàng loạt những sai phạm, nhưng chẳng ai bị làm sao. Công trình dở dang vẫn nằm trơ giữa thủ đô Hà Nội, đưa cái cổ người dân vào thòng lọng bẫy nợ tín dụng đen của Trung Quốc, thách thức lương tri, thách thức tổ tiên nòi giống, trải qua hai nhiệm kỳ đại hội đảng và trường ấy nhiệm kỳ quốc hội nhưng chẳng một ai chịu trách nhiệm. Ông đã nêu vấn đề như vậy. Bên cạnh tiến độ và vốn, nhiều người cũng nghi ngờ công nghệ được áp dụng tại dự án này là lạc hậu. Không chi một xu nào nữa cho tổng thầu đường sắt Cát Linh - Hà Đông, đó là kiến nghị với chính phủ cũng là tựa bài viết của tiến sĩ toán học Nguyễn Ngọc Chu. Đây là hình ảnh tiến sĩ toán học Nguyễn Ngọc Chu. Tin tổng thầu Trung Quốc đòi đến 50 triệu đô la để chạy thử đường sắt Cát Linh - Hà Đông và để bàn giao đã làm bàng hoàng tất cả những ai quan tâm đến vận mệnh đất nước.
Trong khi 600 triệu người dân Trung Quốc có thu nhập mỗi tháng chỉ 1.000 tệ, tức là khoảng 3,2 triệu đồng. Thế mà tổng thầu Trung Quốc xem 50 triệu đô la của người Việt Nam nhẹ như vỏ hến. 50 triệu đô la là 400 triệu tệ đủ để trả lương cho 4 vạn người Trung Quốc trong một tháng. Thưa với chính phủ, thưa với lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải, thưa với lãnh đạo Hà Nội, không chi một xu nào cả, buộc tổng thầu Trung Quốc phải thực hiện đúng hợp đồng 891,92 triệu đô la cho 13 km đường sắt Cát Linh Hà Đông là cái giá 3 lần cắt cổ. Đúng như báo động đã gọi tên là một khúc xương 13 km không thể nuốt. Và giải pháp cho trường hợp chấm dứt với tổng thầu Trung Quốc. Trong trường hợp tổng thầu Trung Quốc không đồng ý chạy thử và không bàn giao thì chấm dứt hợp đồng, Việt Nam sẽ tự biết cách khai thác. Nếu chấm dứt với tổng thầu Trung Quốc mà không có bàn giao với tư cách của một công ty tư nhân, phải tiếp quản công trình đường sắt Cát Linh Hà Đông để khai thác, thì công ty tư nhân sẽ hành động tiếp theo như thế nào? Dưới đây là một đề xuất gợi ý cho lãnh đạo Hà Nội từ suy nghĩ của một công ty tư nhân. Có thể kiểm tra độ an toàn về kết cấu của tuyến đường sắt trên cao Cát Linh Hà Đông và hy vọng là đủ an toàn để kết cấu chịu lực, vì thực chất là một cây cầu bê tông trên bộ. Kiểm tra độ an toàn về đường dây, nếu chưa đủ an toàn và chưa đạt thông số kỹ thuật thì sửa chữa cho đạt yêu cầu. Loại trừ vấn đề không an toàn về cài cắm thiết bị gián điệp. Loại trừ trường hợp tương tự như trường hợp Tổng thống Kadyrov của Chechnya đã bị nổ tung vào ngày 9 tháng 5 năm 2004 do khủng bố chôn chất nổ trong bê tông khi xây sân vận động trước đó vài năm. Không dùng tàu của Trung Quốc vì các vấn đề hệ lụy kéo theo như công nghệ, vận hành, an toàn và phụ tùng là căn bệnh kinh niên sẽ đau dai dẳng trong nhiều năm nữa và sẽ rất tốn kém và mệt mỏi. Mua mới tàu của châu Âu, loại tàu chỉ 2 toa, tương tự như tàu nối các terminal ở sân bay Singapore. Đây là hình ảnh tàu điện trên cao của Bangkok, Thái Lan là phương tiện đi lại phổ biến hàng chục năm nay. Các đoàn tàu này sẽ không đắt tiền, ưu tiên nhiều chuyến và ít toa hơn là nhiều toa ít chuyến, vì do độc tuyến nên không có các tuyến khác nối tiếp nên lượng hành khách không nhiều. Vậy nên giai đoạn đầu chỉ chạy tàu 2 toa, 2 phút một chuyến. Khi đông khách sẽ nối thêm toa thứ 3, thứ 4 là đủ. Về mặt kinh tế chắc chắn sẽ không tốn kém như tàu Trung Quốc, lại tiện nghi hơn, hiện đại hơn và an toàn hơn. Vì tuyến ngắn, độc tuyến nên đơn giá vé đồng nhất cho toàn tuyến đi giống như tàu điện ngầm Metro ở Liên Xô trước đây chỉ có 5 Copec, tới ga nào cũng được miễn là chưa ra khỏi Metro. Khi có nhiều tuyến liên thông thì sẽ bán vé đến từng ga. Cũng vì thu nhập thấp và cần khuyến khích người dân sử dụng đường sắt lên cao nên giá vé phải hợp lý. Chẳng hạn giá vé là 10.000 đồng cho một lần vào tuyến Cát Linh Hà Đông, xuống ga nào cũng được, lên ga nào cũng được. Lượng hành khách chắc chắn sẽ tăng dần, lấy số lượng làm nhân tố quyết định doanh thu. Tiếp theo là kiểm soát vé tự động khi vào ga, trên tàu không kiểm soát vé, điều này sẽ giảm mạnh số lượng nhân viên phục vụ. Đây là một nhân tố giúp giảm chi phí khai thác rất đáng kể, sẽ không cần đến 700 nhân viên phục vụ như sử dụng tàu của Trung Quốc. Và vẫn phải đề xuất, đó là biết là khả năng ly dị với tổng thầu của Trung Quốc là rất nhỏ, nhưng không chi tiền nữa là điều bắt buộc. Biết là bỏ tàu Trung Quốc, mua tàu 2 toa của châu Âu, không mấy ai trong lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải dám nghĩ tới. Nhưng cũng lay lói một phần ngàn tia hy vọng vào lãnh đạo Hà Nội, vì ông Vương Đình Huệ từng giảng dạy kinh tế tài chính, lại có thời gian tu nghiệp tại Slavikia, nên chắc chắn các suy nghĩ tương tự mà nhìn thấy đôi điều hợp lý rồi áp dụng chăng? Thấy thì có thể thấy được, dám làm hay không lại là chuyện khác. Biết là khó áp dụng nhưng vẫn phải đề xuất, vì đường sắt Cát Linh Hà Đông là khối ung nhọt phải cắt bỏ, nếu không cắt bỏ được thì cũng không được để nó di căn sang nơi khác. Không chi một xu nào nữa cho tổng thầu đường sắt Cát Linh Hà Đông. Ông Nguyễn Ngọc Chu đã đưa ra kết luận như vậy. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ tư ngày 3 tháng 6 năm 2020 với bản tin đường sắt Cát Linh Hà Đông, tổng thầu Trung Quốc đòi thêm 50 triệu đô la Mỹ. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.